Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự hy sinh thầm lặng ấy đong đếm bao nhiêu cho đủ? Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là chắn an toàn cho trẻ đến trường. Tốn hàng triệu đồng vì phải test nhanh liên tục. Ngành sư phạm tìm người giỏi, đừng trông khoản hỗ trợ 3,6 triệu trên tháng. Vụ chìm cano chở 39 người ở biển Cửa Đại, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra. Vừa rồi là phần điểm tin chính, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sự hy sinh thầm lặng ấy đong đếm bao nhiêu cho đủ? Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go này, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ ngành y tế là không thể đong đếm được. Hôm nay, ngày thầy thuốc Việt Nam, nhưng có rất nhiều bác sĩ, y tá đang chiến đấu trong các khu điều trị bệnh nhân Covid-19 và hàng trăm nghìn cán bộ y tế đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Không thể đón nhận bó hoa chúc mừng. Chúng tôi xin gửi tới họ, những chiến sĩ blue trắng, lời chúc mừng, lòng biết ơn, sự quý trọng và tri ân sâu sắc. 3.000 cán bộ ngành y tế mắc Covid-19 trong quá trình tham gia chống dịch, 10 người đã hy sinh. Hàng triệu cán bộ y tế đã vắt kiệt sức lực trong các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị, trong các đợt truy vết, lấy mẫu, trong các chiến dịch tiêm chủng. Họ đã lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ chiến đấu và lặng lẽ hy sinh trong cuộc chiến khốc liệt chống đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại, đại dịch Covid-19. Những người nằm xuống, những người cuột cường đứng lên, tiếp tục lao vào cuộc chiến mới, mà ở đó là sinh mạng và sức khỏe của người bệnh, của nhân dân. Cả lý trí và tình cảm của họ đều thôi thúc rằng người thầy thuốc phải luôn có mặt tại điểm nóng dịch bệnh. Đó không chỉ là nghĩa vụ với nghề mà còn là trách nhiệm công dân khi tổ quốc cần, là nghĩa đồng bào cao cả. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã từng nói như vậy về những người đồng nghiệp xung phong vào điểm nóng của dịch. Ai đó đã nói, nghề y là nghề của nguy hiểm cận kề và là nghề của những hy sinh thầm lặng. Tôi nghĩ đúng nhưng chưa đủ, bởi trong cuộc chiến chống Covid-19 này, họ, những chiến sĩ áo trắng đã chiến đấu bằng 200% sức lực của mình, bằng cả trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, để giành giật sự sống từ tay tử thần và mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho người bệnh và gia đình của họ. Mệt không? Chắc chắn là mệt, bởi trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, dù ở vị trí nào, họ đều phải vắt kiệt sức mình trong bộ bảo hộ kín mít để bảo vệ người bệnh, bảo vệ người dân và bảo vệ chính mình. Họ có buồn không? Chắc chắn là rất buồn. Những cuộc chi viện kéo dài hàng tháng trời, phải gác lại đám cưới, phải ra con nhỏ còn khát sữa, phải gửi gắm bố mẹ già yếu cho người thân để lên đường. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên điện thoại rồi vội vàng phải tắt đi vì con đòi mẹ. Những nén hương bái vọng từ nơi xa khi bố mẹ qua đời mà không thể về nhìn mặt lần cuối. Nước mắt của họ chảy ngược vào trong. Họ không có thời gian để ôm niềm đau riêng của mình bởi bao sinh mạng, bao hy vọng của nhiều gia đình đang chờ họ phía trước. Họ bất lực khi bệnh nhân diễn tiến nặng, qua đời ngay trên tay mình, một người, hai người, rồi nhiều người, trong đó có cả đồng nghiệp của mình. Sự hy sinh thầm lặng ấy đong đếm bao nhiêu cho đủ, bù đắp bao nhiêu cho vừa. Với sự cố gắng, nỗ lực của ngành y tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước. Đặc biệt, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai thành công. Về đích trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo. Cuộc chiến đấu chống dịch Covid-19 bước sang một giai đoạn mới cũng không kém phần cam go và khốc liệt. Việc bao phủ vaccine cho phép triển khai điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại nhà, nhưng không vì thế mà khối lượng công việc của đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, bớt nặng nề hơn. Những cuộc điện thoại đêm khuya, những cuộc can thiệp y tế bất kể giờ giấc, những bữa cơm vội vã, những giấc ngủ chập chờn, sức lực con người có hạn, nhưng trách nhiệm với nhân dân, với người bệnh đã khiến họ, những bác sĩ, nhân viên y tế vượt qua giới hạn bản thân, tận lực cống hiến. Đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế trong công tác chống dịch Covid-19 vừa qua là không thể đong đếm được. Bởi vậy, cần có những đãi ngộ xứng đáng với sự dấn thân và hy sinh thầm lặng ấy. Trong đó có vấn đề cải cách tiền lương và điều chỉnh, bổ sung các khoản phụ cấp đặc thù đối với cán bộ y tế tham gia chống dịch. Mở rộng lá chắn vaccine. Thưa quý vị, Viện Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu thập những thông tin khách quan về ý kiến của tầng lớp nhân dân xung quanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và công tác phòng chống dịch Covid-19.
kết quả cho thấy đại đa số người dân đồng thuận sẵn sàng đưa trẻ từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, cuộc thăm dò cho thấy 78% ý kiến cho rằng việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là rất cần thiết, cần tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em càng sớm càng tốt. Coi việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em giống như tiêm các loại vaccine thông thường, ho gà, uốn ván, lao, sởi. Đại đa số ý kiến 81% cho biết sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu ngành y tế tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong thời gian tới. Kết quả cuộc thăm dò kể trên là đáng tin cậy khi số lượt người tham gia trả lời lên tới 387.037 và Viện Dư luận Xã hội đã tiến hành chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng. Chọn 18.743 mẫu đại diện cho các giai tầng và 6 khu vực kinh tế xã hội của cả nước. Đáng chú ý, chỉ có 1% số người được hỏi bày tỏ thái độ ít hoặc không quan tâm đến việc có nên cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19. Số người khá quan tâm là 19%. Từ đó dẫn tới tỷ lệ người được hỏi cho biết sẵn sàng đưa trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 rất cao. Trong đó, đa số người sẵn sàng đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19, đa số ý kiến cho biết họ sẵn sàng cho con, cháu đi tiêm vì mong muốn con, cháu mình được an toàn trước dịch bệnh, nếu có mắc bệnh cũng nhanh khỏi, không bị nặng, chiếm 70%. Đây là tỷ lệ cao nhất so với kết quả khảo sát từ tháng 8 năm 2021. Điều đó cho thấy nhận thức cũng như ý thức của người dân về đại dịch COVID-19 ngày một nâng lên. Kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 tới nay, nước ta đã qua hơn 2 năm với 4 lần bùng phát dịch lớn. Đặc biệt, với đợt dịch COVID-19 thứ tư, kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, thì tình hình diễn biến dịch là rất nghiêm trọng với biến thể Delta. Đầu đợt dịch thứ tư, thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết các tỉnh phía Nam phải chịu đựng những thiệt hại rất lớn. Kể từ đầu năm 2022, dịch COVID-19 lại tràn ra các tỉnh phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tại thời điểm này, Hà Nội đã phải qua gần 2 tháng dịch bùng phát dữ dội, với số ca mắc mới trung bình mỗi ngày luôn đứng đầu cả nước. 3 ngày qua, số ca mắc mới tăng mạnh đã ở mốc gần 8.000 ca trên ngày. Trong khi đó, một số tỉnh thành phía Nam, dịch cũng có xu hướng quay trở lại sau một thời gian lắng xuống. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có ngày gần 2.000 ca mắc mới. Trong cuộc chiến chống COVID-19, vaccine được coi là vũ khí quan trọng bậc nhất. Suốt nhiều tháng qua, chính phủ đã ban hành chủ trương thần tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tất cả những đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao được ưu tiên, tiếp đó là tiêm mở rộng toàn dân từ 18 tuổi trở lên, rồi tiếp tục hạ độ tuổi xuống còn 12. Đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ, của ngành y tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, trong khi chúng ta chưa chủ động được vaccine. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 170 gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiêm vaccine và một số biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Hoàn thành trong quý 1 năm 2022, tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Hoàn thành trong tháng 2 năm 2022, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, ngay sau khi được cung ứng vaccine. Như vậy, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất hợp lòng dân, càng cho thấy dù cuộc chiến chống COVID-19 còn cam go, nhưng đại dịch cũng sẽ sớm chấm dứt với ít tổn thất khi xã hội đã được bảo vệ bằng vaccine. Tuyên dương các chiến sĩ áo trắng trẻ ở Bình Dương quên mình cứu F0. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 2, tại hội trường Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên, Công nhân và Lao động trẻ, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức gặp mặt tuyên dương thầy thuốc trẻ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tri ân tuyên dương tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của đội ngũ thầy thuốc trẻ, hội viên Hội thầy thuốc trẻ Bình Dương và thành viên các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Anh Lâm cho biết, thời gian qua, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Dương nói chung, hội viên Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, thành viên các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trên địa bàn nói riêng đã luôn dành sức trẻ, nhiệt huyết của mình đồng hành cùng tổ chức đoàn hội các cấp trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng với các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đoàn viên thanh niên, hội viên, công nhân, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Lâm, trong cuộc chiến đấu khốc liệt với đại dịch, đội ngũ thầy thuốc trẻ đã khoác lên mình màu áo blue trắng, bằng tất cả sự quyết tâm, nhiệt huyết, đoàn kết một lòng đứng lên tuyến đầu chống dịch.
đã có những giọt mồ hôi rơi, những vết hằn lên khuôn mặt của các chiến sĩ tuyến đầu, thậm chí là cả những giọt nước mắt về những nguy hiểm đến sức khỏe của bản thân đang cận kề. Chương trình được lắng nghe những thầy thuốc trẻ tiêu biểu chia sẻ những tâm tư, tình cảm, những kỷ niệm, cảm xúc của bản thân trong đợt dịch lần thứ tư vừa qua để cùng cảm nhận, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn với những khó khăn, vất vả, hy sinh của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế. Bác sĩ Thạch Sam Nang, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, một trong những thầy thuốc trẻ được tuyên dương cho biết, vào thời điểm dịch bệnh bùng phát từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021, hầu hết y bác sĩ phải làm việc suốt 12 tiếng đồng hồ trong điều kiện phải mặc bảo hộ. Bác sĩ Nang nhớ lại, tiếng kêu cứu liên tục của bệnh nhân bên tai khiến cho y bác sĩ không còn biết đến giờ. Chúng tôi chỉ biết làm và làm cho đến khi đuối sức, chứ không biết khi nào khỏe, khi nào mệt. Lúc bấy giờ, chỉ cần bệnh nhân giảm nguy kịch là hạnh phúc. Nhiều đồng nghiệp đến giờ ăn thường bỏ bữa vì không thể nuốt nổi. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trao khen thưởng cho một tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trao những phần quà thiết thực động viên cho con em thanh niên công nhân đang học tại trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ. Ngành sư phạm tìm người giỏi, đừng trông khoản hỗ trợ 3,6 triệu trên tháng. Thưa quý vị, muốn có học sinh giỏi thì phải có thầy cô giỏi. Đó là yêu cầu hàng đầu. Thế nhưng ngành sư phạm vẫn loay hoay câu hỏi, làm thế nào để thu hút người giỏi? Chuột chạy cùng sào đã từng là câu nói khiến những người đã và có ước mơ trở thành thầy cô giáo buốt lòng. Đó là một phần của sự thật khi mà điểm đầu vào sư phạm luôn ở mức thấp, khi mà vào sư phạm chỉ là sự lựa chọn cuối cùng. Không phải ngành sư phạm không có người giỏi, nhưng yêu cầu đặt ra, họ, những thầy cô giáo tương lai phải thuộc nhóm giỏi nhất. Câu chuyện có vẻ trở nên mâu thuẫn khi phụ huynh luôn muốn có thầy cô giỏi dạy dỗ con mình nhưng lại không khuyến khích chúng vào ngành sư phạm. Hôm 25 tháng 2, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo viên mầm non phổ thông thì câu chuyện chất lượng sinh viên sư phạm và đội ngũ nhà giáo bất ngờ trở nên rất nóng. Vẫn là vấn đề lương, việc làm và tương lai sau khi ra trường của các sinh viên sư phạm là bài toán chưa có lời giải hợp lý. Trong đó, lương không đủ sống là nguyên nhân chính khiến giáo viên bỏ nghề, sinh viên không muốn theo ngành sư phạm. Về phía mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin, Nghị định 116 đã được thực hiện từ năm 2021. Các chính sách gồm sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng để chi trả phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Đó là một nỗ lực lớn nhưng chưa đủ. Bởi thu hút, đào tạo một đã khó, nhưng để họ trụ lại được với nghề, phát huy tâm huyết, khả năng còn khó hơn. Miễn giảm học phí, hỗ trợ trong thời gian học tại trường có lẽ chỉ thu hút được người nghèo, chứ không thu hút được người giỏi. Điều cơ bản nhất vẫn là cơ hội việc làm và tiền lương thì chưa có gì đảm bảo. Luật giáo dục có hiệu lực từ tháng 7 năm 2020 quy định sẽ không còn phụ cấp thâm niên, lương giáo viên trả theo vị trí việc làm. Các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm sẽ được đưa vào lương theo vị trí việc làm. Nghe thì có vẻ là một cuộc cách mạng để thay đổi về đồng lương giáo viên, giải quyết được bất cập về việc cào bằng theo hệ số cấp bậc. Thế nhưng, luật đã có, nhưng để thực thi thì lại phải chờ các quy định, hướng dẫn về chính sách cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, ít nhất là đến tháng 7 năm 2022, thậm chí có thể dài hơn nữa. Đó là sự chờ đợi cho một mức lương đủ sống, chứ chưa nói đến tạo động lực, kích thích lao động, khuyến khích người giỏi vào sư phạm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hứa sẽ nghiên cứu thêm các chính sách thu hút học sinh giỏi vào sư phạm, nhưng sẽ là không thể đủ khi mà ngành giáo dục không phải là ngành ở top lương cao, môi trường làm việc hấp dẫn. Liệu điều ấy có quá sức với ngành giáo dục? Giải quyết được vấn đề lương và cơ hội việc làm, tự khắc ngành sư phạm sẽ thu hút được người giỏi. Xã hội chỉ phát triển mạnh mẽ khi người thầy có được vị trí xứng đáng, có cuộc sống xứng đáng. Nếu mục tiêu chỉ là những đồng lương đủ sống thì khoan nói chuyện giỏi, chỉ đủ giáo viên đã là khó rồi. Chuyến du lịch tang thương của gia đình 14 người, 6 người tử vong. Thưa quý vị, gia đình 14 người từ Hà Nội và Quảng Nam du lịch thì gặp nạn khi chiếc cano bị chìm. Trong đó có 6 người tử vong và 2 cháu nhỏ còn mất tích. 10 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tìm kiếm 2 cháu Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Mai Anh cùng sinh năm 2019 ở Hà Nội, mất tích trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam. Khu vực bãi cát ở bến tàu Cửa Đại khói hương nghi ngút cùng tiếng khóc nghẹn của người thân 2 cháu. Minh Quang và Mai Anh là 2 anh em họ. Theo chân cha mẹ đi du lịch thì không may gặp nạn. Chuyến du lịch tang thương. Đứng thắp hương trước bờ biển, hai mắt chảy dài lệ. Anh Thiết, ngụ Hà Nội, gọi lớn. Quang ơi, Mai Anh ơi, hai cháu đâu rồi, về nhà thôi. Mẹ cháu đang đợi ở nhà xác để cùng về.
Anh Thiết kể, cháu Quang theo chân cha mẹ cùng nhiều người thân đi Quảng Nam du lịch. Hôm qua, cano gặp nạn thì mẹ cháu mất, hiện ở nhà tang lễ chuẩn bị được đưa đi hỏa táng. Bố cháu được cứu sống, còn Quang và người em họ là cháu Mai Anh vẫn đang mất tích. Còn bé Mai Anh đã mất cả cha và mẹ. Cả gia đình đi du lịch chuyến này tổng cộng 14 người thì chỉ có 6 người còn sống. 6 người đã tìm được thi thể, còn hai cháu nhỏ vẫn chưa có tung tích. Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn, tôi như bị sét đánh ngang tai. Không ngờ đây là chuyến đi du lịch đau thương đến thế. Anh Thiết gạt nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, ngã quỵ trước bàn thờ vọng, ông Ngô Văn Đần, chú thôn Đoài, xã Nam Đồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, bác ruột các nạn nhân chia sẻ. Trước khi đi, 14 người trong nhà chỉ báo là đi du lịch, ai cũng vui vẻ. Về đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nhưng vì dịch bệnh chưa đi được. Gần đây, cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau, không ngờ lại là chuyến đi định mệnh. Chiều ngày hôm qua, ông Đần nhận tin, ngã quỵ. Người đàn ông tóc đã bạc trắng không tin nổi là lần tiễn các cháu ra sân bay cũng là lần cuối nhìn mặt 8 người thân trong gia đình. Đến nay, hai cháu nội Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Mai Anh vẫn chưa tìm thấy thi thể. Ông Đẩn cho biết thêm, gia đình ông phần lớn đều làm công nhân tại một nhà máy cơ khí ở huyện Đông Anh. Các cháu trong nhà đều cố gắng làm ăn, kinh tế không khó khăn. Nhưng bây giờ các cháu đi hết rồi, các chú, các bác không còn ai để nói chuyện, gia đình không còn một ai. Ông Đẩn òa khóc. Thân nhân của 8 nạn nhân xấu số cho biết thêm, gia đình đã thống nhất hỏa táng cho người nhà tại trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Sau đó, ông Đẩn đem cho cốt của các cháu, các con về an táng ở nghĩa trang quê nhà. 8 thi thể, nếu đem về nhà thì đau đứt lòng, nên gia đình quyết định hỏa táng cho các cháu, các con. Ông Đẩn khóc nghẹn. Hơn 300 người tìm kiếm hai cháu bé mất tích. Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, trong sáng nay, có 37 tàu thuyền và hơn 200 người tổ chức tìm kiếm trên biển. Bên cạnh đó, có 2 máy bay quần thảo trên không hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Phía trên bờ có gần 100 người tham gia. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, hiện tại, công tác tìm kiếm của các lực lượng không chỉ ở những nơi nghi ngờ mà còn mở rộng khu vực tìm kiếm trên một vùng biển khá rộng. Chúng ta đang điều động nhiều lực lượng để tìm kiếm trên không, ở mặt nước, đáy biển với quyết tâm tìm thấy hai nạn nhân còn mất tích nhanh nhất có thể. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nói thêm. Trước đó khoảng 14 giờ ngày hôm qua, cano số hiệu QNA1152 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, cano gặp dòng nước cạn, bị tai nạn khiến 15 người chết, mất tích 2 người, 22 người được cứu sống.